và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Con ruột mắc kẹt giữa ổ dịch của Mỹ, con nuôi đổ bệnh, tai nạn nguy kịch, Hoài Linh lo lắng đứng ngồi không yên. Trong khi con ruột không thể về Việt Nam khi đang ở giữa tâm dịch, thì hai con nuôi lần lượt cũng gặp tai ương, khiến nam danh hài ít nhiều lo lắng. Tin buồn dồn dập đến với nghệ sĩ Hoài Linh. Giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành khắp nơi, đầu tiên con trai ruột của nam danh hài Thành Vinh đang bị mắc kẹt giữa tâm dịch ở Mỹ vì không thể về Việt Nam. Sau đó vợ Hoài Lâm cũng cho biết anh đang bị bệnh và phải về quê. Mới đây nhất con trai nuôi Cao Hữu Thiên bị tai nạn chấn thương sọ não, tình trạng nguy kịch. Thành Vinh đối mặt với dịch bệnh tại Mỹ. Võ Thành Vinh được biết đến là con trai ruột của Hoài Linh từ vài năm nay, sau khi nam danh hài nổi tiếng quyết định công khai danh tính của con. Thành Vinh hiện đang làm kỹ sư cho hãng hàng không American Airlines tại Mỹ. Thời điểm dịch bệnh bùng phát ở Mỹ, Thành Vinh vẫn quyết bám trụ xứ người vì không muốn di chuyển nhiều, sợ nhiễm bệnh. Hơn nữa anh lo sẽ lây virus cho người thân nếu như bản thân anh bị nhiễm. Lo lắng cho con trai, Hoài Linh thường xuyên liên lạc cho con qua Internet, gọi video call, chat để theo dõi tình hình của con. Tôi mới nói chuyện với bố hôm qua thôi, bố không căn dặn gì cụ thể mà chỉ hỏi thăm con thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ, Thành Vinh chia sẻ. Thương con và cũng mong con có thể về nước tránh dịch, nhưng Hoài Linh vẫn tôn trọng quyết định của con trai. Từ nhỏ Thành Vinh đã được rèn luyện cuộc sống tự lập và biết bảo vệ bản thân, nghị lực lớn, nên Hoài Linh cũng đôi phần yên tâm về cậu con trai ruột. Hoài Lâm bị bệnh về quê biệt tích. Cậu con trai nổi tiếng nhưng cũng nhiều tai tiếng nhất của Hoài Linh chưa khi nào khiến nam danh hài được yên lòng. Bỏ bê sự nghiệp, lãng phí tài năng để yêu sớm và kết hôn, Hoài Lâm đã nhiều lần được cha nuôi khuyên can nhưng không lắng nghe. Mới đây vợ của Hoài Lâm lại chia sẻ, nam ca sĩ bị bệnh và phải về quê chữa trị. Tin này khiến khán giả có thể buồn một nhưng Hoài Linh thì buồn 10. Bởi không nói ra nhưng Hoài Linh là người rất tình cảm và thương các con. Chuyện Hoài Lâm bị bệnh chắc chắn nam danh hài đã biết. Có thể anh chỉ liên lạc để động viên con, chứ chưa khi nào Hoài Linh công khai quan tâm con trên truyền thông. Về sức khỏe của Hoài Lâm, liên lạc với quản lý của nam ca sĩ thì nhận được câu trả lời. Lâm vẫn đang ở quê chữa bệnh, sức khỏe của cậu ấy không tốt. Kế hoạch trở lại của Lâm vẫn chưa cụ thể, tất cả đều phụ thuộc vào sức khỏe của cậu ấy. Ngay cả Bảo Ngọc, vợ của nam ca sĩ cũng từ chối trả lời nhiều về vấn đề này. Cao Hữu Thiên bị tai nạn giao thông nguy kịch. Cao Hữu Thiên là con trai nuôi ít biết của Hoài Linh nhưng cũng được nam danh hài nâng đỡ nhiều lần. Tuy nhiên anh kém may mắn không thể nổi tiếng được vì tài chưa tới. Mới đây nhiều nguồn tin chia sẻ vào đêm 19 tháng 4, Cao Hữu Thiên đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngay sau đó anh được đưa đi cấp cứu và các bác sĩ chẩn đoán Hữu Thiên chấn thương sọ não, gãy xương hàm, bể xương gò má. Người bạn của Cao Hữu Thiên cho biết anh sẽ phải trải qua 2 ca phẫu thuật. Phẫu thuật hợp sọ lấy máu bầm do Cao Hữu Thiên bị chấn thương sọ não, gây nứt sọ và tụ máu bầm. Nên trong 1 đến 2 ngày tới, cục máu bầm to nên phải can thiệp mổ khắp. Hiện tại, những người bạn của Cao Hữu Thiên đang cố gắng liên hệ đóng góp giúp đỡ anh qua cơn khốn khó. Là cha nuôi, chắc chắn Hoài Linh đã rất lo lắng cho các con. Hiện tại Hoài Linh chưa lên tiếng về tình hình của con trai nuôi, nhưng ngay lúc này có thể nam danh hài đang niệm Phật cho con, tai qua nạn khỏi. Hơn nữa, cư dân mạng cho rằng việc giúp đỡ về tài chính chắc chắn Hoài Linh cũng sẽ góp phần. Hoài Linh được mệnh danh là nghệ sĩ nhiều con nuôi, cháu nuôi nhất Vbiz. Từ khi rời Mỹ về Việt Nam hoạt động, nam danh hài đã nhận nâng đỡ cho rất nhiều tài năng trẻ. Trong lòng Hoài Linh luôn đau đớn vì sự nghiệp của các con. Thậm chí khi Cao Hữu Thiên bị các nghệ sĩ khác chê, Hoài Linh đã rất buồn. Tuy chưa khi nào công khai gửi lời quan tâm đến các con, nhưng Hoài Linh luôn theo dõi động viên họ trong cả cuộc sống và sự nghiệp. Khoe ảnh chăm con, Ốc Thanh Vân bị khán giả nhắc chụp hình La Vi nữa, liền phản ứng ngay. Khoe ảnh chăm con khéo léo, Ốc Thanh Vân bị khán giả nhắc chuyện con gái Mai Phương bé La Vi, cô nhanh chóng phản hồi. Là người mẹ ba con, Ốc Thanh Vân vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng mẹ bỉm sữa. Vừa qua, nữ MC chia sẻ một bài đăng nói về bí quyết giúp các con nhanh chóng tăng trưởng chiều cao và cân nặng, kèm theo hình ảnh con trai ca cao lớn nhanh như thổi, đến mức không còn phù hợp với biệt danh ông lùn. Ốc Thanh Vân hạnh phúc bên con trai ca cao. Những hình ảnh vui vẻ của mẹ con Ốc Thanh Vân nhận được sự tương tác lớn từ người hâm mộ, với 7.000 lượt like và nhiều bình luận chỉ sau 10 giờ đăng tải. Tuy nhiên, với tư cách là bạn thân của cố diễn viên Mai Phương, Ốc Thanh Vân không tránh khỏi những câu hỏi tế nhị liên quan đến bé La Vi thời gian qua. Khán giả nhắc Ốc Thanh Vân chụp hình bé La Vi nữa. Cụ thể, một tài khoản mạng khi thấy những hình ảnh trên đã để lại bình luận:
Cô Ốc chụp hình với bé Lavi nữa đi ạ. Trước thắc mắc có phần tế nhị, Ốc Thanh Vân nhanh chóng thả ai khinh. Hai chú gấu dễ thương để hưởng ứng lời nhắc nhở. Là người chị thân thiết và kỳ cựng Mai Phương, hơn ai hết Ốc Thanh Vân là người hiểu rõ nhất những câu chuyện đang diễn ra. Khi thông tin hậu trường liên quan đến bà ngoại của bé gây xôn xao, Ốc Thanh Vân là người lên tiếng trấn an dân mạng và khẳng định sẽ luôn bên cạnh lo cho Lavi bằng tất cả sức mình. Cô cũng là người đứng ra quản lý số tiền quyên góp của mọi người dành cho Lavi và trao lại khi bé đủ 18 tuổi. Kể từ khi Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân không thể ngừng nhớ đến người bạn thân và nỗi đau tinh thần luôn còn đó. Dẫu vậy, cô lại không dám nhắc nhiều về diễn viên quá cố vì luôn muốn để cô ra đi thanh thản, không còn vướng bận. Bên cạnh đó, cô cũng không muốn khán giả hiểu nhầm dị nghị. Cô chia sẻ với khán giả, giờ nhớ Mai Phương thì xem hình clip cũ không dám úp, nhớ không dám nói nhớ, thương không dám nói thương. Lavi cũng thế, không dám nhắc nhiều trên Facebook. Từ lúc nào mà cảm xúc của mình bị kiểm soát và xuyên tạc, đâu em ạ. À. Hiện tại bé Lavi đang ở cùng hai bảo mẫu và sắp về nhà ông bà nội. Cũng có thể vì vậy sau khi Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân chưa có dịp hội ngộ và chụp hình Lavi. Tuy vậy, MC8X vẫn luôn quan tâm và theo dõi con gái người bạn thân quá cố thông qua nhiều bài đăng trên mạng xã hội. Lâm Khánh Chi nhắn gửi cô bé bị từ chối ở cây ATM gạo. Em là người thuộc cộng đồng LGBT, liên hệ với chị để nhận bao nhiêu gạo cũng được. Rất nhiều nghệ sĩ Việt lên tiếng bức xúc khi biết câu chuyện cô bé bị từ chối nhận gạo ở cây ATM gạo chỉ vì vẻ ngoài của em không nghèo. Lâm Khánh Chi đặc biệt lên tiếng bênh vực vì cô bé thuộc cộng đồng LGBT. Mới đây thôi, clip ghi lại câu chuyện cô bé đến nhận gạo ở cây ATM gạo bị giám sát viên từ chối yêu cầu bước ra khỏi hàng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo đó, nhiều người lên án hành động phân biệt giàu nghèo trong mặt mà bắt hình dong của người giám sát và cả việc quay phim bình phẩm cô bé của người tung clip này lên mạng. Chỉ vì cô bé ăn mặc tươm tất, gương mặt sáng láng và không có phong thái của người nghèo nên mới bị từ chối nhận gạo. Đoạn clip cô bé bị từ chối nhận gạo miễn phí ở cây ATM gạo gây bão trên mạng xã hội vừa qua. Sau gần một ngày lan truyền trên mạng xã hội, cuối cùng thân nhân thật sự của cô bé cũng được tiết lộ. Em tên Hà, gia đình có 4 chị em gái. Em phải đi làm dù chưa đủ tuổi lao động. Thời gian nghỉ dịch không có tiền chi tiêu hết gạo ăn, nên em được người quen chở đi nhận gạo miễn phí ở cây ATM gạo. Không ngờ đến nơi thì bị người ta rao trên loa yêu cầu bước ra khỏi hàng vì không đủ điều kiện nhận gạo. Một số mạnh thường quân đã tìm đến nơi em Hà sinh sống để tặng nhu yếu phẩm, cũng như động viên em vượt qua khó khăn. Em cũng bày tỏ lo lắng vì sợ clip xin gạo ảnh hưởng đến công việc sau này. Mẹ em đã gọi điện la rầy em nhiều vì sự nổi tiếng không mong muốn này. Trước câu chuyện nhận 2 kg gạo và nhiều vấn đề đáng suy ngẫm phía sau, không chỉ cư dân mạng mà ngay cả nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng nêu quan điểm. Trong đó, Lâm Khánh Chi đặc biệt thể hiện nỗi bức xúc tột độ. Các bạn hãy bỏ ngay suy nghĩ thiển cận rằng người giàu thì phải lộng lẫy, còn người nghèo thì phải rách rưới bẩn thỉu, Lâm Khánh Chi viết. Công chúa chia sẻ đã đọc câu chuyện của bé Hà và biết em đang rất tự trọng, chỉ nhận đủ tiền ăn, tiền đóng, nhà trọ để vượt qua mùa dịch. Nữ ca sĩ nhận thấy Hà là tomboy, thuộc cộng đồng LGBT, nên cô buộc phải lên tiếng bênh vực. Các bạn trong cộng đồng LGBT có thể liên lạc với em ấy giùm chị. Nếu em cần, chị sẵn sàng giúp em lúc nào khó khăn, bao nhiêu gạo cũng được, tiền, đồ ăn hay xuất hiện trong chương trình Come Out của chị nếu em muốn. Lâm Khánh Chi chia sẻ bức xúc về câu chuyện cô bé thuộc cộng đồng LGBT bị từ chối nhận gạo. Lâm Khánh Chi bày tỏ rất thương và cảm phục với hoàn cảnh cũng như lòng tự trọng của em Hà. Hơn thế nữa, vì Hà cũng thuộc cộng đồng LGBT nên công chúa càng có thêm thiện cảm. Hiện tại em Hà đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng. Sau này nếu không thể trang trải cuộc sống, em vẫn có thể liên hệ và nhận sự giúp đỡ từ Lâm Khánh Chi. Câu chuyện tưởng như ê chề xấu hổ của Hà khi phải lặng lẽ bước ra khỏi hàng vì bị từ chối nhận gạo, bây giờ cô bé đã nhận được muôn vàn tình cảm san sẻ, cảm thông từ cộng đồng. Suy cho cùng, mọi vấn đề đều có nhiều mặt. Đôi khi con người chỉ cần nhìn vào mặt tích cực để tiếp thêm động lực, niềm tin cho chính mình mà thôi. Em Hà đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của cư dân mạng sau clip gây xôn xao. Liên tục bị nhắc nhở thân hình gầy guộc, Ngọc Trinh quay luôn clip giải đáp rõ lý do, hóa ra tất cả là vì bạn trai. Ngọc Trinh cũng tiết lộ cả số đo cân nặng và số đo 3 vòng hiện tại để người hâm mộ được nắm rõ. Là một trong những mỹ nhân sở hữu body cực phẩm của showbiz, chính vì vậy vóc dáng có phần thay đổi trở nên gầy guộc, kém sức sống của Ngọc Trinh thời gian gần đây, khiến dân tình vô cùng quan tâm. Mặc dù từng lên tiếng trấn an người hâm mộ, khẳng định thân hình vẫn giữ sức khỏe tốt, dù thân hình gầy đi nhiều
nhưng nữ hoàng nội y vẫn nhận không ít lời nhắc nhở cần cải thiện cân nặng để cơ thể đầy đặn hơn. Trước quá nhiều bàn tán lo lắng từ khán giả, mới đây Ngọc Trinh đã thực hiện một clip để tâm sự về chuyện liên tục lộ thân hình gầy báo động. Người đẹp cho biết hiện cô đang cân nặng 49kg, số đo 3 vòng 83, 55 và 90 và không có ý định thay đổi chỉ số này vì như vậy mới có thể giữ body gợi cảm nhất. Đặc biệt bạn trai cũng rất thích cô giữ thân hình ở mức hiện tại nên không có lý do gì để thay đổi. Hiện tại chị 49kg nhưng vòng nào vẫn ra vòng đó. Chỉ có điều người chị mình dây nên xương vai và phần cổ bị ốm nên nhìn ốm thôi. Chị sẽ giữ số cân 49kg này để lên hình đẹp. Mặt của chị cũng nhỏ và không bị bự ra, tại vì giữ số ký này mới có vòng eo nhỏ. Mặc dù vòng 3 chị bị xuống 2 phân, tay chân cũng ốm, nhưng chị thích như vậy, người yêu chị cũng thích như vậy chứ không thích chị mập lên, Ngọc Trinh chia sẻ. Ngoài ra, nữ hoàng nội y còn sẵn sàng khoe toàn bộ khuyết điểm hình thể là đôi chân không đẹp, do từ nhỏ ở quê đã đi chân trần. Theo Ngọc Trinh, đây cũng là lý do cô thường xuyên thích mua giày dép vì để che khuyết điểm. Cô cũng khẳng định bản thân không hề phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ sửa răng, còn lại đẹp tự nhiên nên mới giữ vững vẻ trẻ trung dù hiện tại đã bước sang tuổi 31. Thời gian qua, Ngọc Trinh liên tục bị nhắc nhở khi lộ thân hình gầy guộc, thiếu sức sống. Dù đã giảm 2 xăng vòng 3 vì giảm cân, nhưng Ngọc Trinh vẫn rất biết cách khoe lợi thế hình thể trong các bức ảnh.